Thưa quý vị, vào chiều tối nay 18 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng cho rằng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống cần thúc đẩy hợp tác một cách toàn diện trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội, thông qua trao đổi đoàn cũng như thiết lập cơ chế hợp tác mới giữa các bộ ngành. Thủ tướng cũng nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế thương mại, hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, bộ trưởng bakhtiyor sadov khẳng định uzbekistan mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với việt nam bộ trưởng bakhtiyor sadov báo cáo với thủ tướng chính phủ về nội dung hội đàm với bộ trưởng bùi thanh sơn cho biết cả hai sẽ thống nhất chương trình hợp tác giữa hai bộ ngoại giao trong thời gian tới cũng như phối hợp với các bộ ngành hữu quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu thực chất hơn trên các lĩnh vực kinh tế thương mại giáo dục văn hóa giao lưu nhân dân Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bakhti Saidov và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy hơn nữa vai trò điều phối để hợp tác song phương trên các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới. Đặc biệt, hai bên cần phối hợp để tổ chức hiệu quả cuộc gặp giữa các doanh nghiệp và địa phương hai nước trong ngày 19 tháng 3 năm 2024. Một trong những nội dung đường các đại biểu quan tâm khi chất vấn trưởng ngành ngoại giao đó là vấn đề bảo hộ công dân, bảo vệ lao động di cư tại các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia có xung đột, nội chiến. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đại biểu Tráng A Dương, đoàn Hà Giang ghi nhận Việt Nam đã thành lập ban quản lý lao động ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ có đông lao động Việt Nam làm việc. Cơ quan này đã phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình, song vẫn còn có những tồn tại. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác bảo hộ công dân đối với người lao động di trú còn gặp nhiều khó khăn như cơ chế Việt Nam với các quốc gia sở tại vẫn còn là một khâu yếu, nhất là địa bàn chưa có cơ quan đại diện ngoại giao. Vì vậy, xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Những cái địa bàn mà đặc biệt là chúng ta mới đưa lao động sang lần đầu thì cần phải quản lý rất là tốt. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp để tiếp tục có những cái biện pháp rất cụ thể từ đào tạo, tuyển dụng, đến đưa người đi làm sao đảm bảo được cái yêu cầu đặt ra cho cả hai bên phù hợp với luật pháp của hai bên xin cảm ơn. Trước vấn đề về mất an toàn tại một số quốc gia có xung đột, nội chiến, một số đại biểu đề nghị Chị bộ, bộ ngoại giao làm đoạn đoạn rõ thực trạng và giải pháp đoạn. bảo hộ công dân trong thời gian tới. Một, xin bộ trưởng cho biết bộ đã triển khai các biện pháp gì để nhằm bảo hộ, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại các địa bàn xảy ra xung đột trong thời gian vừa qua, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thao gỡ trong thời gian tới. Trưởng ngành ngoại giao cho biết, thời gian qua xung đột xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Khi xung đột xảy ra, thì bộ đã phối hợp để triển khai sơ tán ngay công dân về nơi an toàn. Đến nay mọi việc được triển khai tốt. Cái công tác bảo hộ công dân của chúng ta cũng làm rất kịp thời. Thời gian tới thì nó có chắc chắn là nó sẽ còn có rất nhiều nơi khác nữa mà chúng tôi không đề cập được hết. Nhưng nó phải làm chúng tôi làm tập trung vào mấy cái việc mà chúng tôi làm một là công tác dự báo tình hình, em phải dự đoán xem những cái xung đột nó xảy ra có thể là giữa các nước với nhau, nhưng cũng có thể là xung đột nội bộ. Thứ hai là tiếp tục cảnh báo rồi thông tin cho các địa phương về cái việc mà công dân của chúng ta ra nước ngoài, nhất là những cái lời mà nói rằng là chúng ta làm việc thì rất là dễ dàng nhưng mà lương là cao, nhưng mà đối với khoảng 70.000 người Việt Nam đã và đang sinh sống lâu dài tại Campuchia nhưng chưa được công nhận quyền công dân tại nước sở tại vừa qua. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các cấp có thẩm quyền đã ban hành chỉ đạo lập ban chỉ đạo quốc gia để hỗ trợ nhằm tập trung hỗ trợ cấp căn cước công dân cho nhập quốc tịch Campuchia phối hợp với chính phủ nước bạn để tái cơ cấu công việc cho đồng bào. Hôm nay 18 tháng 3 tại trụ sở tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công chỉ định đồng chí Dương Văn An, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lãnh đạo các cấp các ngành tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng với đồng chí Dương Văn An, ổn định tình hình nội bộ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Dương Văn An sinh ngày 15 tháng 2 năm 1971, quê quán tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế học, thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân khoa học địa lý, trình độ lý luận chính trị, cử nhân. Hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm việc với tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 ở Sóc Trăng, như chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội, đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa đại hội, đồng chí yêu cầu tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm việc lấy ý kiến cho văn kiện đại hội, trong đó tập trung làm sâu sắc thêm nội dung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết ấm no hạnh phúc, công tác chuẩn bị nhân sự phải chặt chẽ, đúng quy trình, bố trí kinh phí bảo đảm. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. Toàn tỉnh có 160 công trình, 26 phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được đăng ký thực hiện, ước tổng giá trị 70,6 tỷ đồng. Việc chuẩn bị văn kiện Đại hội cũng bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với hướng dẫn, bám sát nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị, trong chuyến thăm Trung Quốc của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 18 tháng 3 tại tỉnh Cát Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, bí thư Trung mương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương, đã hội đàm với đồng chí Lưu Kiến Siêu, ủy viên Trung mương Đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại diện ban đối ngoại hai đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước cùng đánh giá những bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc từ sau các chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc ngay sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối năm 2022 và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam vào cuối năm 2023. Hai bên đi sâu trao đổi về phương hướng quán triệt nhận thức chung cấp cao, tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phục hồi và phát triển kinh tế. Chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công kỳ họp thứ hai lưỡng hội khóa 14. Trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu chúc mừng đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội 13 và các công tác lớn trong thời gian tới. Về vấn đề trên biển, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị hai bên cùng củng cố nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển, phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao, giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đặt ra 7 mục tiêu tổng quát và 9 nhóm mục tiêu cụ thể, tập trung vào các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật gồm di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh, thư viện, giáo dục văn hóa đào tạo, văn hóa dân tộc, văn hóa đối ngoại, công nghiệp văn hóa phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh phải đánh giá khái quát toàn diện về vai trò ý nghĩa của văn hóa trong lịch sử dân tộc tồn tại yếu kém do chính sách chủ trương tổ chức thực hiện nguồn lực vấn đề mới đặt ra trong bảo tồn phát huy phát triển văn hóa dân tộc cùng với tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đúng thời hạn. Chương trình cần ra soát, kế thừa, tổng hợp các nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình, đề án, chiến lược phát triển văn hóa, nghệ thuật chuyên ngành nhằm tạo nguồn lực, sức mạnh tổng hợp, tránh gian trải. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong gìn giữ, phục dựng những di sản giá trị văn hóa cấp bách, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện có, đồng thời tạo nền tảng đổi mới căn cơ, đồng bộ công tác quản lý, khai thác, phát huy phát triển văn hóa. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov, có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3. Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Uzbekistan. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, là dịp để hai bên cùng ra soát và thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy thực chất hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác truyền thống và quan trọng hàng đầu của Uzbekistan tại khu vực, khẳng định mong muốn đưa hợp tác song phương đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đi vào chiều sâu và thực chất. Hôm nay 18 tháng 3, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phân tích đánh giá hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí của 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023. Đến dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung mương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Các đại biểu hội viên hội nhà báo các tỉnh thành phố, các liên chi hội và chi hội trực thuộc Trung ương đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá các kết quả đạt được của chương trình cũng như những vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ trong thời gian tới. Hầu hết các ý kiến cho rằng chương trình đã tạo không gian sáng tạo thoải mái cho báo chí, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức thể hiện các tác phẩm báo chí, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của hội viên phục vụ tốt công tác tuyên truyền nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong 3 năm, nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao hơn 39 tỷ đồng, nhận được 3.875 tác phẩm báo chí chất lượng cao, đồng thời nêu ra phương hướng triển khai hiệu quả mục tiêu của chương trình trong 2 năm cuối. Tại hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao cờ thi đua cho 18 đơn vị đã có thành tích xuất sắc, trao bằng khen cho 29 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2023. hôm nay bộ công thương đã có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định Văn bản nêu rõ tại nghị quyết số 28 của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành địa phương trong tháng 3 và thời gian tới tăng cường đôn đốc giám sát kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và và thu hồi giấy phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật Sáng nay 18 tháng 3, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể của em Trần Thị Mỹ Duyên, 15 tuổi, một trong ba em bị nước cuốn trôi mất tích trong lòng hồ Thủy Điện Cần Đơn. Đây là nạn nhân thứ hai trong số ba nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy. Trước đó, vào đêm ngày hôm qua 17 tháng 3, thi thể của em Trần Thị Yến Nhi, 15 tuổi, đã được tìm thấy cách hiện trường mất tích khoảng 200 mét. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 3, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị nước cuốn trôi. Vị trí tìm thấy nạn nhân cách hiện trường khoảng 3 km. Vào chiều tối ngày 17 tháng 3, ba em gồm Trần Thị Yến Nhi, Trần Thị Mỹ Duyên và Phượng Hoài Nguyễn Phương Hoài Trâm cùng ngụ tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, điều khiển hai xe máy chở nhau vào khu vực phía trước cửa xả lòng hồ thủy điện Cần Đơn để chơi. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, nước bắt đầu dâng cao, ba em bị nước cuốn trôi mất tích nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng công an địa phương sử dụng các phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm quý vị và các bạn, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp, các địa phương đã tích cực đẩy lùi những biểu hiện dẫn đến suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đặc biệt là tình trạng nể nang, né tránh, không dám nhìn nhận và khuyết điểm, ngại đưa ra chính kiến. Sau đây là ghi nhận tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù bắt tay vào xây dựng nông thôn mới gần như đầu tiên của huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên, xã Thiệu Trung đã có khoảng thời gian bộ mặt nông thôn trứng lại, kém hơn hẳn so với các xã khác trên địa bàn. Nguyên nhân của tình trạng này đã được Ban chấp hành Đảng Bộ Xã nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ ra là do đội ngũ từ lãnh đạo đến cán bộ chuyên môn đều không dám nhìn nhận và hạn chế trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới. Ngại phải đưa ra ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng nghị quyết và thực hiện nghị quyết. Đối cán bộ từ trước đến nay thì không dám nghĩ, không dám làm, không dám nói. Nhưng mà thực hiện sau đại hội thì đối ban chấp hành có những cái là dám dám nghĩ, dám nói và dám làm. trong cái việc thực hiện cái nhiệm vụ cán bộ thì thấy có những công việc là dám nói và có nói ra thì mới biết được những cái tâm tư nguyện vọng và cái cách làm. 13 đồng chí ủy viên ban chấp hành thì đã có những các cái đổi mới sáng tạo trong các cái lĩnh vực mình được phân công dám nghĩ ra những các cái việc những các cái công việc để đổi mới cái việc của mình làm để cùng tham gia cho các đồng chí trong ban thường vụ để thường vụ cùng với ban chấp hành ra các cái nghị quyết sát thực trong cái việc là phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong cái thời điểm hiện tại. Từ khi thẳng thắn cùng nhìn vào yếu kém, không khí cởi mở đã được xây dựng trong toàn đảng bộ, làm cho mỗi cuộc họp trở nên sôi nổi và hiệu quả hơn. Từ đó, các nhiệm vụ đề ra cũng hoàn thành ngoài mong đợi. Ví dụ như về công tác môi trường, lâu nay thì nhân dân vẫn là không chấp hành các cái công tác môi trường. Nhưng mà khi chúng tôi đã tổ chức và cán bộ xã là xuống tận với thôn làng để đi cùng với nhân dân để tổng vệ sinh ở hàng tuần lấy ngày thứ bảy là ngày nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 thì các cái nhiệm vụ trọng tâm của địa phương đặt ra thì gần như là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các cái chỉ tiêu hàng năm đề ra. Xã đã hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay chúng tôi có 5 trên 6 thôn đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và năm thôn đã đạt thôn thông minh. Đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám chịu trách nhiệm là nội dung quan trọng mà huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa tích cực xây dựng trong đội ngũ cán bộ nhằm thay đổi thái độ, tinh thần làm việc của cán bộ công chức, xóa bỏ tình trạng dĩ hòa vi quý, ngại va chạm, giữ mình thay vì đóng góp cho tập thể. Thường xuyên thành lập các cái đoàn để kiểm tra đánh giá cái mức độ hoàn thành ở cái trách nhiệm trong thực thi công vụ. Và gắn với đó là chúng tôi và từng bước nâng cao xây dựng và nhân rộng lên cái phẩm chất của người cán bộ công chức trong vấn đề thực hiện sáu dám khắc phục tình trạng ngại phê bình, ngại nhìn vào khuyết điểm và đưa ra ý kiến là cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đẩy lùi nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên.